Mến chào cô chú anh chị ha, thì mấy ngày hôm nay thì cô chú anh chị cảm thấy rất là lo lắng và hoang mang trước cái việc mà Chí Cảnh bị một cái chị hoa hậu nào đó dọa kiện đó mọi người. Thì bữa giờ thì mọi người thấy là Chí Cảnh hoàn toàn im lặng đúng không? Thì ngày hôm nay thì Chí Cảnh xin phép lên để mà trả lời cô chú anh chị như thế này nha. Tại sao Chí Cảnh chọn cách im lặng mấy bữa nay á, là mọi người biết sao không? Tại vì thứ nhất á, tất cả những gì mà cần nói á, thì mình đã nói rồi. Tất cả những gì mà mình nói thì đã nói xong hết rồi, cho nên bây giờ có lên mà đôi co đi chăng nữa thì cũng vậy, không có cái thông tin gì mới cả. Tiếp theo là sau khi mà Chí Cảnh nghe những cái lời của cái chị hoa hậu này nói á, thì nói chung là Chí Cảnh cảm thấy bó tay luôn á, có nghĩa là không còn gì để nói nữa. Nói chung là trước giờ thì mình cũng muốn nói để cho chị ta, nếu như mà có nghe được thì chị ta có thể thay đổi cái tư duy, cũng như là chị ta có thể chọn cách im lặng hoặc rời đi đâu như thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng thì Chí Cảnh nghĩ rằng là mình đã không có đủ sức để làm chị ta có những cái khoảng lặng, và cho thấy rằng là dạo gần đây thì mỗi cái video của chị ấy đó, thì cái mức độ sao ta nó càng tăng lên đó mọi người, nó không có giảm đi thì nó ngày càng tăng lên đúng không? Cho nên qua nay thì Chí Cảnh không có lên tiếng, là bởi vì Chí Cảnh thấy là ồ, mình có nên lên tiếng nữa hay không, lên tiếng là lên tiếng cái gì nữa, tại vì tất cả những gì mình cần nói thì mình đã nói rồi, và chị ta hoàn toàn không có một cái sự điều chỉnh gì cả, cho nên liệu mình nói nữa thì chị đó có tiếp thu hay không ha. Cho nên Chí Cảnh không có nói là cái thứ nhất. Cái vấn đề tiếp theo á là tại sao Chí Cảnh không có nói nữa, là bởi vì Chí Cảnh cảm thấy tiếp theo là vì sao mà Chí Cảnh không lên tiếng để mà phản biện hay là trả lời chị ấy, là bởi vì Chí Cảnh không muốn tặng cho chị đó một like, cũng như là không muốn nói để mà những cô chú anh chị giống như kiểu quan tâm rồi sẽ vào xem đó, thì chị ta sẽ đạt được cái view cái like nữa, cho nên Chí Cảnh cảm thấy thôi mình cứ bơ đi đó mọi người, để cho chị ta từ từ bị rơi vào quên lãng á, chứ mình thì cũng không có muốn nhắc chị đó hoài. Trong cái video trước là Chí Cảnh đã nói rồi là Chí Cảnh hoàn toàn không thích gọi tên chị này nữa, bởi vì Chí Cảnh cảm thấy giống như kiểu sao ta, giống như kiểu chị này bây giờ là giống như kiểu chị đã bị giống như kiểu là chị không còn thể có thể nói được nữa rồi, cho nên là bây giờ là mình không có lên tiếng nữa. Tiếp theo á là vì sao Chí Cảnh không có lên tiếng, là bởi vì á sau khi mà chị đó đòi dọa kiện Chí Cảnh á, thì rõ ràng là Chí Cảnh có bị mọi người ghét không? Không. Một Chí Cảnh có bị mọi người tẩy chay không? Không. Chí Cảnh có bị mọi người hiểu lầm không? Không. Thì đâu có lý do gì để mà Chí Cảnh lên tiếng đúng không? Trong khi chị ta dọa kiện Chí Cảnh thì Chí Cảnh lại nhận được rất là nhiều sự yêu thương, sự quan tâm cũng như là sự lo lắng của cô chú anh chị. Thì Chí Cảnh đâu có cần thiết phải lên trả lời để làm gì, trừ khi mà chị đó lên cái clip đó thì Chí Cảnh bị quan rồi, Chí Cảnh bị mọi người quay lưng tẩy chay thì Chí Cảnh mới lên tiếng để mà bảo vệ mình. Còn hiện tại thì Chí Cảnh thấy cái clip của chị đó lên thì rất là nhiều anh em YouTuber đã vô cùng thương Chí Cảnh, rồi rất là nhiều cô chú anh chị làm quan tâm lo lắng cho mình, và rõ ràng có ai ghét Chí Cảnh không? Không. Có ai tẩy chay Chí Cảnh không? Không. Không có ai quay lưng với Chí Cảnh hết. Đó là lý do vì sao Chí Cảnh không cần phải lên tiếng. Tiếp tục á, sau khi mà chị đã đăng cái clip đó lên á, thì chị đó có nhận được sự yêu thương không? Không. Chị có coi như là chị đó có cứu vãn được cái hình ảnh của chị không? Cũng không luôn. Sau khi chị lên tiếng rất là mạnh mẽ, rất là hùng hồn trong cái video đó, thì rõ ràng chị đó có được mọi người ủng hộ không? Cũng không luôn mọi người, đâu có ủng hộ chị. Và ngoài ra thì cái video đó chị càng làm cho người ta thêm phần ghét chị hơn, tại vì quá ngạo mạn, coi như là cái đô của chị đó ngày càng tăng lên, và chị đã sử dụng những cái từ ngữ cực kỳ, nói chung là cực kỳ, nói sao ta, nói là nó quá kinh khủng á. Thì theo chị đó, có cái quan điểm của chị là giống như kiểu đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy đúng không? Chị cho rằng những cái từ ngữ đó thì nên dành cho những người mà như vậy, chứ nếu như mà ai mà lịch sự dễ thương có văn hóa thì chị đó cũng sẽ có văn hóa đúng không? Nhưng mà với một cái người mà có một cái trình độ hoặc là có một cái đẳng cấp cao á, thì họ sẽ không bao giờ kiểu đi trả treo với lại những cái người mà không cùng đẳng cấp đúng không mọi người, trừ khi mà lâu lâu quá kiểu mà họ lên họ nói cho vui á mọi người, chứ ai chỉ cảm thấy là cái chị này thì chỉ lên đáp trả từng comment bằng những cái từ ngữ cực kỳ coi như là rất là kinh khủng luôn.
Đó, đó là lý do vì sao mà Chí Cảnh chọn cách im lặng. Tiếp tục á, là hiện tại Chí Cảnh đã được rất là nhiều luật sư á mọi người, là rất là nhiều anh chị đã liên hệ với Chí Cảnh để mà coi như là giống như là sao ta tư vấn cho Chí Cảnh đó mọi người, về cái việc mà sẽ có những cách để mà có thể làm lại với cái chuyện này. Thì thật sự mà nói, rất là nhiều luật sư cũng như là rất là nhiều cô chú anh chị ở bên nước ngoài, thậm chí rất là nhiều bạn bè người thân của Chí Cảnh đó đã liên hệ cho Chí Cảnh, thì có rất là nhiều người đã muốn hỗ trợ Chí Cảnh trong cái việc mà, nói chung là rất là nhiều cô chú anh chị bên nước ngoài, thì mọi người cũng biết Chí Cảnh có một cái lượng fan cực kỳ đông đảo ở bên nước ngoài á, thì những anh chị đó sẽ sẵn sàng coi như là tài trợ tất cả những cái thủ tục gì đó cần thiết, thì mấy anh chị đó sẽ hỗ trợ hết. Tại vì Chí Cảnh nghĩ rằng với một cái người mà hiền lành á, giống như kiểu mà ở hiền sẽ gặp lành á, cho nên khi mà người ta thấy mình bị cái này bị cái kia, thì những anh chị đó sẽ là những người giang tay ra để mà giúp đỡ cũng như là bảo vệ Chí Cảnh. Hiện tại là Chí Cảnh đã làm việc với rất là nhiều luật sư để mà coi cái việc mà Chí Cảnh sẽ làm sao, sẽ đối phó như thế nào đó. Thì đầu tiên là nói về cái việc mà chị đó đòi kiện thế này thế kia đó, thì rõ ràng trong video Chí Cảnh hoàn toàn không có sử dụng hình ảnh của chị đó, cho nên mọi người cứ yên tâm, trong tất cả những video Chí Cảnh hoàn toàn không sử dụng hình ảnh gì của chị hết. Đồng thời Chí Cảnh đã có những cái kiểu mà Chí Cảnh đã xử lý hình ảnh mờ hết rồi, cho nên là nói về việc sử dụng hình ảnh là hoàn toàn không có nha mọi người. Trong video là rõ ràng không có sử dụng bất kỳ một hình ảnh nào của chị ta cả, và nếu có thì đã được xử lý và nó đã không nhận dạng được gương mặt, cho nên sẽ không có đủ cơ sở để mà thế này thế nọ đâu. Tại vì thật ra là Chí Cảnh không phải là sợ bị kiện, mà Chí Cảnh ngay từ đầu Chí Cảnh đã rất là sợ cái tình trạng bị bản quyền, cho nên Chí Cảnh đã xử lý ngay từ đầu rồi. Tiếp tục á, làm những cái hình ảnh mà kiểu hình ảnh thu nhỏ của YouTube á, đó là cái hình ảnh thumbnail á mọi người, thì những cái hình ảnh đó được rất là nhiều kênh họ đã sử dụng, thì và những cái hình ảnh đó thì cũng đã được xử lý, và những cái hình ảnh đó rõ ràng chỉ là cái hình thu nhỏ của YouTube và hoàn toàn không có sử dụng trong video gì cả. Cho nên nói tới cái chuyện mà sử dụng hình ảnh là một điều hoàn toàn không có. Tiếp tục á, làm trong cái video mà chị đó đòi kiện Chí Cảnh đó, thì Chí Cảnh thấy là chị đã vi phạm rất là nghiêm trọng vào cái việc mà chị đã lấy thông tin cá nhân của Chí Cảnh để mà đưa lên mạng. Thì Chí Cảnh có được rất là nhiều luật sư họ đã tư vấn cho Chí Cảnh đó, thì Chí Cảnh có thể kiện lại chị đó, bởi vì theo khoảng 13 điều 3 đó, nghị định đó, thì nói chung là những cái thông tin cá nhân á, là những cái thông tin mà góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, nhà riêng, số điện thoại, những cái thông tin y tế, số tài khoản, thông tin giao dịch, vân 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 á. Chị này đã cung cấp cái thông tin địa chỉ nhà riêng của Chí Cảnh khi không được sự đồng ý của Chí Cảnh, thì chị này đã tung lên và gọi đích danh Chí Cảnh đúng tên đúng tuổi, còn Chí Cảnh là chưa bao giờ gọi tên của chị đó nha. Chí Cảnh chưa bao giờ gọi tên của chị đó cả. Tiếp theo là theo cái điều mà 38 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về cái việc mà pháp luật sẽ bảo vệ đối với những cái thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân đó, cho nên là cái việc mà chị đó tự ý cung cấp cái địa chỉ của Chí Cảnh, địa chỉ nhà riêng của Chí Cảnh lên như vậy thì đó là vi phạm pháp luật rồi đó mọi người, tại vì đã tiết lộ cái bí mật, cái đời tư, những cái thông tin cá nhân của Chí Cảnh lên, đó là một cái điều mà pháp luật hoàn toàn không cho phép nha mọi người nha. Tiếp theo thì trong cái video đó thì Chí Cảnh đã thấy chị đã có sử dụng hình ảnh của Chí Cảnh đó mọi người, đã có sử dụng hình ảnh của Chí Cảnh nữa, thì đã đủ cái cơ sở để mà Chí Cảnh có thể kiện ngược lại chị đó. Mọi người đã xem đúng không? Mọi người cũng biết là chị đó đã đọc cái thông tin cá nhân của Chí Cảnh lên, địa chỉ nhà riêng của Chí Cảnh lên, và cái việc làm của chị đó đó thì đã làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái cuộc sống của Chí Cảnh, bởi vì sau khi mà chị tung cái địa chỉ nhà riêng của Chí Cảnh lên á, thì Chí Cảnh đã bị một số đối tượng lạ đến để mà coi như là làm phiền Chí Cảnh, có nghĩa là cứ đi tới đi lui tại cái hẻm số mà ở Cao Thắng mà chị ta đọc lên đó mọi người, thì Chí Cảnh thấy là có rất là nhiều đối tượng lượn lờ ngang nhà Chí Cảnh như vậy, cho nên là bây giờ Chí Cảnh đi ra ngoài đường thì Chí Cảnh thật sự mà nói rất là nguy hiểm, và nếu như trong trường hợp mà Chí Cảnh đi ra ngoài đường tại cái hẻm Cao Thắng đó mà Chí Cảnh có bị một cái vấn đề gì đó thì chị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, bởi vì chị là người cung cấp địa chỉ của Chí Cảnh lên, thì khi mà Chí Cảnh bị như vậy đó thì rõ ràng chị này sẽ
hoàn toàn chịu trách nhiệm, bởi vì chị đã cung cấp cái địa chỉ nhà riêng của chị Cảnh. Cái chuyện đó chị Cảnh chưa bao giờ cho phép ai làm cái điều đó, đúng không? Nếu như trong trường hợp mà chị đó muốn kiện, muốn tụng gì đó thì chị đó cứ lấy cái địa chỉ đó chị đi kiện, đâu có cần thiết phải tung lên như vậy mọi người. Và khi mà đã tung lên như vậy là đã vi phạm pháp luật rồi, đúng chưa? Còn chị Cảnh là chưa bao giờ nói chị đó làm ở đâu và số điện thoại như thế nào, hay là những cái thông tin riêng tư là hoàn toàn không có. Chỉ là tại chị Cảnh thấy cái chuyện này chị lên mạng chị nói quá nhiều rồi, bây giờ là chị còn kiểu mà còn sử dụng những cái từ ngữ rất là khó nghe đối với rất là nhiều người. Và thậm chí trong cái video mà đó đó, chị đó đã đưa một cái bình luận và có hình ảnh của một cái chị đó là chị Thi Lâm gì đó, thì nói chung là cái chị đó đó thì không phải là đơn giản đâu mọi người. Chị đó chồng chị làm coi như là một người cực kỳ quyền lực luôn đó. Thì phía chị đó cũng đã liên hệ với Chí Cảnh rồi. Tối ngày hôm qua thì Chí Cảnh có lên YouTube á, thì Chí Cảnh có nghe một cái bài về cái căn bệnh, nói chung là cái căn bệnh về căn bệnh tự miễn. Thì nói chung là khi mình nghe xong á, thì mình cũng có một cái lòng trắc ẩn á, thì mình cũng thấy là có nên kiện hay không. Tại vì những cái người mà bị bệnh như vậy á, thì thật sự mà nói họ coi như là phải đối mặt với rất là nhiều thứ rất là kinh khủng của mọi người. Tại vì cái bệnh mà tự miễn á, hay còn gọi là bệnh rối loạn miễn dịch á, thì bệnh đó thì hiện tại chưa có một cái thuốc nào để có thể điều trị dứt điểm cả. Và nói về miễn dịch là một cái điều nó cực kỳ nhạy cảm và cực kỳ khó luôn á mọi người. Ví dụ như á, cái hệ miễn dịch nó không có ổn thì nó sẽ tự đưa ra những cái tế bào hoặc là những cái tác nhân để mà tự chống lại chính mình. Đó là lý do vì sao mà nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái bệnh, tại vì nó không có phân biệt được đâu là lạ đâu là quen, thì nó cứ 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 làm như vậy đó, thì cái người bệnh nó sẽ tự bị như vậy, tự chống lại chính họ luôn. Tiếp theo là nếu như mà chúng ta ức chế cái hệ miễn dịch lại đó, thì nếu như mà không khéo quá thì cái người đó sẽ không có hệ miễn dịch, tức là không có sức đề kháng, và lúc đó thì cái người đó sẽ bị những cái tác nhân bên ngoài vào, thì họ sẽ không có khả năng miễn dịch, họ không có sức đề kháng và họ sẽ đối mặt với rất là nhiều bệnh tật như vậy. Thì tối ngày hôm qua thì Chí Cảnh đã nghe một cái bài phân tích của một bác sĩ, thì Chí Cảnh ngồi rất là lâu và Chí Cảnh suy nghĩ rằng là mình có nên làm hay không. Nói chung cũng cảm thấy sao mọi người, cảm thấy không có nỡ làm á, tại vì mình thấy là mình cảm thấy cũng cái bà đó thì bà cũng khá là bị bất hạnh như vậy đó, cho nên mình liệu mình có làm hay không á mọi người. Tiếp theo là trong những cái video mà bà kêu Chí Cảnh lấy bệnh tật của bà ra để mà chù hay là thế này thế kia đó, thì rõ ràng nếu như mọi người có theo dõi kỹ á, thì Chí Cảnh chưa một lần nào trù bả là sẽ bị bệnh nặng hơn hay là chị sẽ bị cái này bị cái kia, rõ ràng là không bao giờ có chuyện đó. Chí Cảnh chỉ nói là đang bệnh thì nên kiểu mà nên tu tâm dưỡng tính, coi như là buông bỏ rồi này nọ đó, chứ đừng có mà lên mạng như vậy nữa thì nó không có tốt cho sức khỏe, đúng không? Đó cho nên á, có thể là bà cố tình không nghe hoặc là bà không có coi hết đó mọi người, chứ thật ra là Chí Cảnh hoàn toàn có cái ý cực kỳ tốt luôn á, chỉ muốn khuyên bà là đừng có làm như vậy. Rồi bây giờ thì hiện tại thì nói chung là về phía chị Ni á, thì bà đã cung cấp một cái thông tin cực kỳ nhạy cảm về cái chuyện mà nhập cảnh của chị Ni á, cái lịch trình bay, cái nhập cảnh, rồi bả ngồi đó bả phân tích từng cái chuyến đi chuyến đến rồi đó. Thật ra bả không phải là cơ quan chức năng, bả không có được phép làm cái điều đó. Đó là cái thông tin bí mật của người ta, cái quá trình nhập cảnh, check in đến check in đi này nọ đó, đó là để cho cơ quan chức năng họ nếu như mà có một cái vấn đề gì đó thì họ sẽ tự điều tra, còn bả sẽ không được phép làm điều đó, và đặc biệt không được phép mang những cái thông tin về cái chuyện bay đồ của người ta lên mạng như vậy. Làm như vậy bả đã vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng luôn đó, tại vì á cái việc mà nhập cảnh rồi này nọ đó là những cái thông tin bí mật, những thông tin cực kỳ bí mật, và những cái chuyện mà người ta bay tới lui đồ này nọ đó thì chỉ có những người mà có chức năng có liên quan thì họ mới được phép kiểm tra cái đó. Cho nên cái việc mà bả cung cấp cái việc mà chi tiết chị Ni bay tới bay lui bay xuôi bay ngược rồi check in này nọ, đó là những thông tin bí mật của chị Ni, bả không được quyền làm cái điều đó, cho nên chị Ni có thể sẽ kiện bả
Nói chung là kiện là sẽ bị dính liền, tại vì ai cho phép đăng cái đó lên, cái lịch trình bay, cái thông tin của người ta, ai cho ba đăng lên cái thông tin của người ta, cái lịch trình bay của người ta, ai cho đăng lên ha. Bà không phải là cơ quan điều tra, bà cũng không phải là cơ quan báo chí, bà không phải là đại diện truyền thông hay là một cái gì cả, cho nên bà không có đủ quyền để bà có thể đăng cái lịch trình bay của chị Ni lên như vậy. Cái điều đó là cái điều vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng, tại vì đã công bố những cái thông tin cá nhân bí mật riêng tư của người ta, đó là vi phạm pháp luật rồi đó. Còn cái việc mà Chí Cảnh là trong video là rõ ràng Chí Cảnh chưa bao giờ gọi đúng tên đúng tuổi bả, thứ hai nữa là Chí Cảnh chưa bao giờ công bố những cái gì mà bí mật đời tư riêng tư thông tin cá nhân của bả là hoàn toàn không có ha. Và hiện tại là Chí Cảnh nó kiện thì Chí Cảnh sẽ không có kiện hành chánh mà Chí Cảnh sẽ kiện hình sự nha mọi người. Với một cái người mà đã từng ăn một cái đơn hành chánh rồi thì nếu như mà vi phạm lần thứ hai thì người ta sẽ xem xét qua hình sự, tại vì cái mức độ vi phạm đó mọi người, giống như kiểu một người có tiền án tiền sự đó thì họ sẽ chuyển lên hình sự chứ không còn là hành chánh nữa. Còn hiện tại bác kêu Chí Cảnh là hồi trước có ai kiện Chí Cảnh gì đó, thật ra không có ai kiện tôi hết trơn á, không có ai kiện Chí Cảnh hết á. Cụ thể là cách đây nói chung cũng khá là lâu rồi thì cũng có một người mà kiểu bị Chí Cảnh gọi tên á, tại vì Chí Cảnh cảm thấy cái hành vi mua bán nó không có đúng á mọi người, cho nên Chí Cảnh gọi tên. Thì cái người này có dẫn một cái ông chú nào đó, nói chung là cái ông chú này thì có thể là cũng làm việc rồi hay sao đó, thì nói chung là dẫn tới nhà của Chí Cảnh, dẫn tới nhà của Chí Cảnh thì sau đó thì họ lên rồi họ trình bày đồ này nọ đó, rồi họ cũng tìm hiểu là Chí Cảnh là ai, Chí Cảnh như thế nào, đồ này nọ đó, rồi sau đó thì họ về thì lúc đó thì nói chung là họ cũng có gặp cha của Chí Cảnh, thì hai bên cũng có nói chuyện, thì họ có nói là họ cũng không có mâu thuẫn gì đối với Chí Cảnh, tại sao Chí Cảnh lại gọi tên đồ này nọ đồ như vậy, thì thôi kêu Chí Cảnh tháo clip đi rồi mọi thứ sẽ bình thường, toàn quen biết không mà đồ gì đó. Nói chung là cái người chú đó nói gì đó, nói toàn là quen biết đồ này nọ đó, thì họ tự đi về đó mọi người, thì như vậy đó. Thì cái đợt đó thì Chí Cảnh có lên đó, ồ hả, trời ơi tôi bị kiện đồ gì, thôi chứ tôi đâu có bị kiện mọi người, mà bà kêu là trước đó Chí Cảnh bị kiện rồi, Chí Cảnh lên xin tiền cộng đồng mạng, không biết bà coi ở đâu vậy ta, bà coi ở đâu vậy, giờ cái thông tin mà như vậy đó thì có bị gọi là coi như là ấy không, có phải là vu khống được không vậy, Chí Cảnh lên xin tiền cộng đồng mạng hồi nào, nhưng mà rõ ràng là bà lấy cái đó ở đâu, bà nói là nghe nói mà nghe nói ở đâu ha. Trong khi đó đó bả đã bắt bẻ từng lời của người ta, có nghĩa là ví dụ như bả bệnh đi mà người ta nói không bệnh là bả cho rằng là vu khống, rồi bả chưa được rút đơn mà nói rút đơn là vu khống vậy đó mọi người, có nghĩa là chỉ cần nói ấy một chút xíu như vậy là cũng là vu khống. Trong khi đó đó không biết có hiểu là vu khống là cái gì không nữa trời, vu khống là cái gì, bịa đặt là cái gì nữa ha. Nói nghe nè, chứ hồi trước giờ chị Ni có nói tới bà không, mà sao bà cũng nói chị Ni vậy, rồi Hồng Loan có nói bà không, sao bà cũng nói cho Hồng Loan vậy, rồi tiếp tục là những bên dê đó có nói tới bà không, bà cũng nói người ta vậy má, bà hỏi lại kỹ lại coi những người đó hồi trước giờ có gọi tên bà không, hay là bà là một cái người có cái quyền để mà đi làm cái việc đó, còn không có ai có cái quyền đó đúng không, bà trả lời tôi coi. Bà kêu là trừ khi bà nói tới tôi thì tôi mới được nói tới bà, vậy bây giờ tôi hỏi bà nè, chị Ni có nói tới bà không? Không. Hồng Loan có nói tới bà không? Không. Rồi bên dê rồi đó có ai đã từng gọi tên bà trước không? Không. Bà cũng lên bà phân tích. Rồi bây giờ bà bắt là bà phải nói tới người ta thì người ta mới được nói tới bà. Vậy hồi trước giờ bà lên bà làm gì? Hả? Cho nên là hiện tại thì nói chung là Chí Cảnh nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của rất là nhiều luật sư trong cái chuyện mà lập vi bằng cũng như là thể làm những cái thủ tục trong cái quá trình mà kiện tụng của mọi người. Chí Cảnh là một người không bao giờ kiện hành chánh, tại vì kiện hành chánh kiện làm gì, 7 triệu rưỡi kiện làm gì, và khi mà Chí Cảnh đã kiện là Chí Cảnh kiện hình sự chứ không có kiện hành chánh nữa. Tiếp tục là Chí Cảnh không phải kiện một mình bả mà Chí Cảnh kiện luôn cái YouTuber em của bả đó, tại vì cái YouTuber em của bả thứ nhất là đã đăng thông tin cá nhân của Chí Cảnh lên mạng rất là nhiều, đăng số điện thoại địa chỉ đâu này nọ rồi đó mọi người. Tiếp theo là cái người này đó đã sử dụng những cái lời nói cực kỳ coi như là mang cái tính là thế này thế kia luôn đó, rất là kinh khủng, và tất cả những cái bằng chứng đó thì đã được ghi lại hết, đã được lưu trữ lại hết, cho nên là Chí Cảnh kiện là sẽ kiện luôn hai người chứ không phải kiện một người nữa, kiện bả và kiện luôn cái người em của bả đó, cái YouTuber em của bả đó ha, làm cho tới luôn như vậy đó.
Cho nên để coi bả sẽ là người kiện Chí Cảnh hay là Chí Cảnh là người kiện bả. Và nếu như mà bả ăn một cái trá đơn của Chí Cảnh á, là không còn là hành chánh nữa mà sẽ tới là hành sự rồi đó mọi người. Nó tới hành sự rồi đó ha. Tại vì bả là vi phạm rất là nghiêm trọng vào cái việc mà đưa thông tin cá nhân của Chí Cảnh lên, và như vậy làm rất là ảnh hưởng tới Chí Cảnh. Chí Cảnh đã bị rất là nhiều người họ tới nhà họ làm này làm kia, rồi Chí Cảnh không có đi ra đường được, rồi ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới đời sống riêng tư của Chí Cảnh, và tất cả những cái thông tin cá nhân đều được pháp luật bảo vệ. Nếu như trong trường hợp bà cảm thấy sai hay bà thấy thế này thế nọ thì bà lên tiếng bà phản biện, đó là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như Chí Cảnh phản biện bà phản biện Chí Cảnh là chuyện rất là bình thường mà. Hồi trước giờ bà là nhà phân tích, sao bà không lên, sao bà không lên bà phân tích bà phản biện đi, để bảo vệ chính mình, để minh oan mình đi. Mà tiếp tục là bả không phải bị một mình Chí Cảnh mà bả bị rất là nhiều người, rất là nhiều người, gần như là cả xã hội luôn đó. Thì bây giờ bả đi kiện được không mọi người? Bả đi kiện bả có đủ sức để bả kiện không? Trong khi đó đó, bây giờ nè, ví dụ như chị Ni nè, một số người khác, những người đã từng bị bả đưa hình ảnh nào lên á mà kiện, chắc chắn sẽ bị ăn đơn ngay lập tức em. Nếu như bà nói là cái chuyện mà đăng hình ảnh là sẽ bị kiện, đăng hình ảnh là sẽ bị kiện, thì bà đã từng đăng ai, bà đã từng đăng ai, đăng như thế nào, thì bây giờ người ta cứ truy vô đó, người ta lập vi bằng, người ta kiện bà một lần cho cả chục đơn đó, thử coi bà có đi đâu không. Cho nên nó là bữa giờ đó, cái thằng em mà YouTube của bà đó cứ nói Chí Cảnh là sợ rồi hả, trốn rồi hả, sao không dám lên tiếng rồi. Trời ơi, bữa giờ thật ra là không muốn lên tiếng đó mọi người, không muốn lên tiếng là tại vì Chí Cảnh cảm thấy những cái gì Chí Cảnh cần nói đã nói hết rồi, rồi những gì cần làm đã làm hết rồi. Và đặc biệt cái video mà bà lên tiếng bả đòi kiện Chí Cảnh đó, thì Chí Cảnh không có bị ghét gì hết trơn á. Chí Cảnh cảm thấy rất là nhiều người lo lắng và thương Chí Cảnh, không có bị một cái vấn đề gì hết. Và khi bả lên clip đó là chính bả là người bị người ta ghét hơn, thì mắc gì Chí Cảnh phải lên tiếng. Còn Chí Cảnh là một người kiểu thích làm chứ không có nói, thích làm chứ không có nói. Cho nên là vì sao mà Chí Cảnh lên cái clip này, thì nói chung là để mà cho mọi người an tâm á, là Chí Cảnh hiện tại rất là bình thường, rất là bình thường, và hiện tại rất là nhiều người đã hỗ trợ cho Chí Cảnh nữa chứ không phải là một người nữa mọi người. Cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm nha, Chí Cảnh có đủ cơ sở, đủ pháp lý, đủ rất là nhiều thứ để mà kiện bả ha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là có muốn làm hay không làm thôi, có muốn làm hay không làm thôi. Chứ cái chuyện mà kiện bả đã vi phạm rất là nghiêm trọng, sờ sờ vô đó rồi, sờ sờ vô đó rồi. Thật ra rất là nhiều YouTube, những anh chị em mà bên luật sư rồi đó, họ đã xem clip của Chí Cảnh, họ nói rằng những cái video của Chí Cảnh rõ ràng không có sử dụng hình ảnh gì của bả hết trơn mọi người, không phải đưa những thông tin cá nhân gì hết. Cho nên nó là cô chú anh chị cứ yên tâm nha, cứ yên tâm. Còn tại sao mà Chí Cảnh không có đi mà làm lên á, chưa có đi làm á, là tại vì Chí Cảnh là một người kiểu có lòng trắc ẩn rất là cao, có lòng trắc ẩn cực kỳ cao luôn đó. Thêm nữa là Chí Cảnh cảm thấy cái chị này thì chị cũng đang đối mặt với rất là nhiều cái bệnh như vậy đó, thì mình càng làm thì tạo cho chị rất là nhiều cái áp lực. Rồi một người mà bị bệnh như vậy thì rất là dễ bị stress, bị trầm cảm. Cho nên Chí Cảnh là một người không bao giờ muốn dòm ai vào đường cùng cả. Và cái việc mà Chí Cảnh lên tiếng á, tại vì chị đó quá đáng mọi người, quá đáng, cứ nói chị đi, nói Hồng Loan thế này thế kia, thì mình lên tiếng mình phản biện lại. Và đặc biệt rằng không phải một mình Chí Cảnh mà rất là nhiều người, và đồng thời cái việc mà chị đó bị chỉ trích không phải do Chí Cảnh mà do bản thân của chị và do rất là nhiều người. Chứ một mình Chí Cảnh sẽ không đủ sức, tại vì chị đó là người nổi tiếng hơn Chí Cảnh mà, tiếng nói của chị đó nó ok la hơn, và chị cho rằng đẳng cấp chị cao hơn, thì làm sao một người thấp hèn giống như Chí Cảnh có thể làm cho chị bị ghét được, đúng không? Trừ khi chị đã sai thì người ta mới ghét chị, đúng chưa? Cho nên Chí Cảnh không phải là nguyên nhân để làm cho chị đó bị chỉ trích, và đặc biệt Chí Cảnh cũng không có phải là người làm cho chị đó bị bệnh, mà chị đó là chị bệnh từ lâu rồi, chị bệnh rất là lâu. Và thêm nữa là chị đó phải là bị lấy cái cơ sở gì để xác định là những lời Chí Cảnh làm cho chị bị bệnh, chị bị bệnh là chị đi vô trong bệnh viện, chị vừa truyền nước chị lên chị ra rã như vậy, thì như vậy là bệnh chưa? Đó, như vậy là bệnh chưa? Cho nên là Chí Cảnh đang xem cái động thái của chị đó như thế nào để mà có những cái bước tiếp theo. Mà ở đây không phải một mình Chí Cảnh mà rất là nhiều người sẽ hợp tác.